hai cây cầu khỉ tranh vênh, nhưng là cầu nối duy nhất giúp lực lượng cứu trợ tiếp cận với vùng bị cô lập là bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ, sau cơn lũ ống lũ quét kinh hoàng tại Kỳ Sơn, Nghệ An. Khi lũ ống lũ quét tràn về sáng mùng 2 tháng 10, tất cả người dân chỉ kịp dắt díu nhau tìm nơi an toàn lánh nạn mới thoát thân. Lũ rút, họ trở về nhà nhưng tất cả tài sản đã bị nước cuốn trôi hoặc chôn vùi dưới lớp bùn đất cao đến 2 mét. Nước lũ lên cao đã cô lập bản Sơn Hà và một phần bản Hóa Sơn của xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Chiều tối mùng 3 tháng 10, cây cầu khỉ đầu tiên được lắp đặt giúp lực lượng quân đội tiếp cận được khu vực bị cô lập. Rạng sáng mùng 5 tháng 10, chiếc cầu thứ hai tiếp tục được lắp đặt, giúp người dân vùng cô lập và công tác cứu hộ được thuận tiện khẩn trương hơn. Nhờ hai cây cầu khỉ, người dân đã có thể qua lại hai bên bờ để mang nhu yếu phẩm về nhà. Lực lượng chức năng cũng túc trực thường xuyên để sẵn sàng hỗ trợ người dân gùi nặng qua cầu, đảm bảo an toàn. Hàng trăm chiến sĩ đã được tăng cường đến xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn để giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ ống lũ quét. Tính đến chiều 6 tháng 10 thì hệ thống điện và mạng viễn thông đã được khôi phục lại bình thường tại bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.